bạn nghĩ đây là kỹ thuật pizza sao? No 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 no, đây chính là chiếc chân tripod Ulanzi GoQuick 2 phiên bản 140cm dành riêng cho camera action. Bây giờ thì hãy cùng mình trải nghiệm sản phẩm nha. Mình là Johnny. Ta-da! Trên tay mình đây là chiếc Ulanzi GoQuick 2 phiên bản 140cm được kết hợp từ hộp kim nhôm và nhựa ABS cực kỳ chắc chắn. Tuy vậy nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 332g, rất phù hợp cho các loại camera action và GoPro khác trên thị trường. Đáng để thử lắm đó nha. GoQuick 2 có thiết kế từ tính tiện dụng, dễ dàng tháo lắp mà không cần dùng bất kỳ ốc xích nào. Và điểm đặc biệt nhất là các bạn có thể kéo dài lên đến 140cm thông qua 6 nút điều chỉnh, phù hợp với nhiều nhu cầu của các bạn như chụp ảnh selfie, chụp ảnh gia đình hoặc chụp ảnh toàn cảnh du lịch. Quá là tiện lợi luôn phải không ạ? Đây là toàn bộ thông tin của chiếc Ulanzi GoQuick 2 phiên bản 140cm, sản phẩm hiện đang có sẵn tại Kingcom Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên nhấn like, subscribe kênh Kingcom của mình nha.